nổi lên sau vai diễn ấn tượng trong Tháng Năm Rực Rỡ. Tiếp đến là vai phụ trong Hồn Ba Ba Da Con Gái, Trịnh Thảo ngày càng được yêu mến. Gần đây nhất là vai diễn Thạch Sương trong web drama Thạch Sanh Lý Thành, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Đặc biệt, Trịnh Thảo còn tiếp tục góp mặt trong dàn cast chính bên cạnh Tibu, Thuận Nguyễn, Trần Ngọc Vàng trong phim điện ảnh Người Mặt Trời sẽ ra mắt vào ngày 8 tháng 12 tới đây. Lần đầu góp mặt vai nữ chính bên cạnh Tibu, Trịnh Thảo cho biết, khi nhận kịch bản, đọc lần đầu tiên đã khóc rất nhiều. Cô cảm thấy may mắn vì được là Hạ, được làm việc cùng những đồng nghiệp chung lý tưởng. Trịnh Thảo cũng trải lòng, phải trải qua 3 lần casting với 3 trạng thái khác nhau khi tham gia Người Mặt Trời. Lần đầu, chưa có đạo diễn Timothy Linh Bùi, cô phải xin phép đạo diễn Mai Thế Hiệp vì khi đó đang trong quá trình quay bộ phim Ước Mình Cùng Bay và không thể nào thoát vai để có thể trở thành Hạ. Tâm lý ngày đầu đến casting là vì sự trân trọng khi đạo diễn Mai Thế Hiệp đã rất muốn cô tham gia. Casting lần 2, Trịnh Thảo được gặp đạo diễn Timothy Linh Bùi. Nhưng tâm lý lúc đó cũng không kỳ vọng gì, cho đến ngày casting thứ 3 là vòng cuối, được ghép cặp với các diễn viên nam, cảm thấy Timothy Linh Bùi tập trung vào diễn viên nam nhiều. Trên đường về, cô đã khóc vì nghĩ mình rớt vai. Lúc đó, Trịnh Thảo mới nhận ra mình đã kỳ vọng, rất muốn được hóa thân thành nhân vật Hạ.